Nhằm đẩy mạnh chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên thanh niên trong tháng công nhân năm 2018, Đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn phối hợp cùng Công đoàn Công ty tổ chức Ngày hội Công nhân CNS năm 2018. Ngày hội Công nhân CNS năm nay thu hút gần 1.000 đoàn viên thanh niên đến từ các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn tham gia. Với chương trình Cùng Công nhân vượt khó trong tháng công nhân, Công đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đã tặng 32 phần quà cho công nhân lao động bị bệnh nan y có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, đến với ngày hội, đoàn viên thanh niên được tham gia nhiều sân chơi thú vị như gian hàng ẩm thực, hội thi nấu ăn, bán hàng bình ổn giá, trò chơi dân gian. Ngày hội là sân chơi bổ ích, gắn chặt tình đoàn kết, đồng thời tạo không khí vui tươi với tinh thần giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong công việc cũng như trong đời sống hàng ngày, động viên thanh niên công nhân tiếp tục ra sức thi đua lao động sản xuất.